Hello các bạn, vâng lại là tôi đây. Chào mừng tất cả các bạn đang xem video của kênh Tri Thức Quanh Ta. Các bạn ơi, hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu một vấn đề vô cùng thú vị. Và tôi đoán chắc hẳn trong 10 người thì có đến cả 11 người quan tâm về nó đấy. Đố các bạn biết là gì? Trong thời gian các bạn suy nghĩ thì tôi kể cho các bạn một câu chuyện vui nha. Hồi bé tôi là một đứa có tính tò mò cực kỳ cao. Tôi liên tục hỏi người lớn về những thứ tồn tại xung quanh mình. Có lần tôi hỏi mẹ rằng tôi có nguồn gốc từ đâu. Mẹ tôi nói rằng tôi do một chú lợn biến hóa thành. Trời ơi, tin được không? Đem theo tâm trạng hoảng hốt, suốt nửa năm sau tôi không dám ăn thịt đồng loại của mình luôn. Sau khi lớn lên một chút thì tôi đã biết mình bị lừa. Đứa trẻ nào cũng được sinh ra từ trong bụng mẹ. Thế nhưng khi ấy một câu hỏi hóc búa hơn lại xuất hiện. Tôi do mẹ sinh ra, mẹ do bà sinh ra, bà do cụ sinh ra, cụ do cụ lớn hơn sinh ra. Vậy rốt cuộc ai là người được sinh ra đầu tiên? Hay nói một cách khác, con người đầu tiên trên thế giới đã được hình thành như thế nào? Nói đến đây chắc hẳn các bạn cũng đoán ra chủ đề thú vị mà tôi nói ở đầu video là gì rồi đúng không? Chuẩn rồi, video này làm ra là để trả lời cho câu hỏi loài người từ đâu mà có và loài người được hình thành như thế nào. Ok, let's go! Đã từ rất lâu sự quan tâm của con người tới nguồn gốc xuất thân của mình được thể hiện qua rất nhiều truyền thuyết, truyện cổ tích mà bất cứ dân tộc nào cũng có. Giáo lý của các tôn giáo dưới nhiều hình thức khác nhau đều giải thích rằng con người do Thượng Đế sinh ra. Thế nhưng sự thật thì không phải như vậy, bởi các nhà khoa học đã chứng minh được rằng con người do một loài vượn cổ tiến hóa thành. Hãy cùng tôi lên chiếc máy du hành ngược thời gian của Doraemon để tìm hiểu xem quá trình cụ thể ấy như thế nào nhé. Giai đoạn tiến hóa đầu tiên của loài người được bắt nguồn từ một nhánh của họ vượn nhân hình Hominin. Nhánh này tách ra và hình thành nên người Ocelot. Ocelopithecus afarensis, người Ocelopithecus afarensis đã tiến hóa đặc điểm đi bằng hai chân và sống ở phía đông châu Phi. Họ có đặc điểm sinh học, kích thước não và chế độ ăn uống tương tự với khỉ, không đuôi hình người. Trải qua 2 triệu năm, lúc này dạng người Homo habilis được hình thành. Tôi tạm đặt một cái tên dễ nhớ hơn là người khéo léo nha. Đúng như tên gọi của mình, người khéo léo có phần thân mình ngắn, cánh tay và não lớn giống như khỉ không đuôi, hình người. Họ có thể tự làm ra được một số công cụ bằng đá ở mức độ thô sơ để phục vụ cho quá trình kiếm ăn được dễ dàng hơn. Đây là giai đoạn thứ hai và là một trong những bước ngoặt quan trọng của quá trình tiến hóa. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn của người đứng thẳng Homo erectus. Đây là chủng người cổ nhất, có hình dáng cơ thể giống người hiện đại ngày nay. Homo erectus xuất hiện cách đây hơn 1,8 triệu năm. Người Homo erectus có dáng đi thẳng, hộp sọ bằng 60-70% kích thước hộp sọ người hiện đại. Họ biết phát ra tiếng nói và biết chế tạo công cụ lao động. Tiếp đến, người Neanderthal bắt đầu xuất hiện và sinh sống ở phía tây của lục địa Á Âu vào thời điểm cách đây khoảng 200.000 năm. Các nhà khoa học cho rằng họ có kích thước não bộ lớn hơn một chút so với não của người hiện đại ngày nay. Vì thế, khả năng lao động và ngôn ngữ của họ cũng phát triển hơn người đứng thẳng. Và ở giai đoạn cuối cùng, đương nhiên là sự có mặt của người tinh khôn rồi. Người tinh khôn hay còn gọi theo tên khoa học là người Homo sapiens, được coi là có quan hệ gần gũi nhất với người hiện đại ngày nay. Cơ thể đã trở nên hoàn thiện, hai bàn tay nhỏ khéo léo, các ngón tay nhất là các ngón cái, linh hoạt, trán cao, xương hàm nhỏ, não đặc biệt phát triển. Đây là bước nhảy vọt thứ hai sau bước nhảy vọt từ vượn thành người Homo habilis mà tôi đã nói ở bên trên. Họ bắt đầu di cư và sinh sống ở châu Âu. Như vậy, có thể thấy tổ tiên của loài người đã trải qua hàng trăm triệu năm không ngừng tiến hóa, cũng như học hỏi, thì loài người mới có thể đạt đến được hình dạng hoàn hảo và trí tuệ đầy đủ như hiện nay. Đừng quên cảm ơn tổ tiên đấy nhé!
Nếu các bạn cảm thấy những kiến thức tôi đưa ra quá khó nhớ thì cũng không sao cả, vì tôi sẽ tổng kết một cách đơn giản nhất cho các bạn bây giờ đây. Sự hình thành của loài người chia thành 5 giai đoạn chính. Giai đoạn 1 bắt đầu từ vượng nhân hình. Giai đoạn 2 là người khéo léo. Giai đoạn 3 là người đứng thẳng. Giai đoạn 4 là người Nidhidhan. Và giai đoạn 5 là người tinh khôn, hay còn gọi là người hiện đại, chính là chúng ta ngày nay. Các bạn đã nhớ hết rồi chứ? Mình mong rằng sau khi xem xong video này, không ai nghĩ rằng con người là do Thượng Đế hay nữ thần biến ra nữa. Nếu không, công sức giải thích nãy giờ của tôi sẽ thành muối bỏ biển rồi còn đâu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại nha!